Mic Group, IEX Group, đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước những thách thức, song được dự báo sẽ tiếp tục nóng nhờ tín hiệu lạc quan của kinh tế vĩ mô và nhu cầu về nhà ở vẫn rất lớn. Dự báo về thị trường bất động sản thời gian tới, các chuyên gia, các nhà quản lý nhấn mạnh, từ nay đến năm 2023 sẽ phát triển tốt nhờ khả năng pháp lý được tháo gỡ cùng các đợt tín dụng mới cho các dự án ngày một tốt hơn. Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho hay, Chính phủ đang nỗ lực đưa ra chính sách tài khoá tích cực nhất, phù hợp nhất để tác động tốt lên nền kinh tế, trong đó có thị trường bất động sản trên lĩnh vực thuế. Cũng theo bà Cúc, cần nghiên cứu ban hành chính sách điều tiết hợp lý, xây dựng chính sách thuế theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ xác định rõ đối tượng chịu thuế tài sản, đất đai, số thuế phải nộp, hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất, bỏ khung giá đất, có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Dưới góc độ là lãnh đạo doanh nghiệp, theo ông Nguyễn Đức Quân, Phó Tổng Giám đốc Namland cho biết, tiềm năng phát triển của thị trường bất động sản còn rất lớn, bởi đây là kênh tích lũy tài sản, đầu tư an toàn trước các biến động thị trường. Trong bối cảnh hiện nay, nếu xuất hiện các biến động lớn liên quan đến tài chính, thì giá trị đồng tiền sẽ bị ảnh hưởng với dự báo lạm phát tăng cao. Khi đó, đối với các nhà đầu tư có nhu cầu tìm kiếm kênh neo giữ tài sản, thì bất động sản thường là kênh đầu tiên được nghĩ đến. Bất động sản là lựa chọn phù hợp để làm kênh trú ẩn an toàn, ổn định hơn và thậm chí còn gia tăng giá trị theo thời gian, ưu thế hơn nhiều so với các kênh khác như vàng, chứng khoán, tiền số, lãi suất tiết kiệm. Thực tế cũng đã chứng minh, trong thời gian qua, bất động sản luôn là kênh đầu tư có sức đề kháng tốt trước nhiều biến động của thị trường, dịch bệnh hay lạm phát. Ông Quân nói, đề cập tiềm năng của thị trường bất động sản trong tương lai, ông Phan Xuân Cần, Chủ tịch công ty Soho Việt Nam cho rằng, nên có tầm nhìn dài hạn chứ không phải 3 đến 5 năm, mà là 10, 15, 20 năm. Nguyên do bởi tốc độ gia tăng dân số, thu hút đầu tư nước ngoài đang tăng mạnh, thì thị trường bất động sản Việt Nam vẫn còn rất nhiều tiềm năng để phát triển so với các quốc gia khác.